Vâng, em chào cô bác và anh chị nhá. Hôm nay thì xin giới thiệu đến cô bác và anh chị lô đất View đập thủy điện sông Đồng Nai 2 nha các bác. Đây, nhìn thực tế thì các bác thấy thì cực kỳ đẹp luôn. Như em bay phải lấy như em có quay bằng điện thoại thì nó không thực tế, tại vì màn hình nó hơi bé nha các bác. Đó, thì lô đất ở đây thì em có 4 lô chỗ này, giá nó cũng rất là phù hợp nha các bác. Diện tích cho 4 lô chỗ này là nó từ 2.000 m2 cho tới là 4.700 m2 nhá. Đây, thì em đang đứng ở chỗ này là lô 467 này, lô đẹp nhất trong khu vực 4 lô. Đó, mặt đường bê tông luôn. Đây, bê tông vào tới tận nơi nha. Đây là cái căn nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Đó, nó cũng hơi bừa bộn. Đây thì em xin giới thiệu đến cô bác lô rẻ nhất, xong rồi tới cái lô nhiều tiền nhất nhá. Nhưng mà nhiều tiền nhất thì giá nó cũng phù hợp và cũng view đầy đủ hết. Đây, bắt đầu từ cái lô 2.000 m2 thì người ta đang bán là 1,5 tỷ nhá. Chỉ 1,5 tỷ thôi, view toàn bộ cảnh luôn. Đây, bắt đầu từ cái tà ly này đây. Đây, đám trên này là của 4.000 rồi. Bắt đầu từ cái vực này, đó, từ cái tà ly này này, đang trở lên trên, nó là 4.700 m2, ôm cả cái nhà này. Đó, thì cái đám 2.000 m2 nó từ đây đổ thẳng xuống dưới đường bên kia. Đó, đây là một cái con đường thông nhá, đường đi thông, đi thẳng xuống dưới kia, đi vòng qua hết chỗ này luôn. Nó là đường đi thông hết, đi vòng qua quả ở cái quả đồi này luôn. Thì 2.000 m2 phía bên này, 2.000 m2, 1,5 tỷ. Chỗ này thì đấy, bắt đầu từ đây hết về bên này, khúc giữa này, thì nói chung là đứng ở dưới cái bờ vực này là nó có nguyên cái phần đền này này là đều nhìn thẳng xuống dưới hồ hết được luôn nha các bác. Đó, thì chủ đất cắt thẳng xuống dưới đường luôn, nên là mình có toàn bộ cái view luôn. Thì lô này đang có giá là diện tích là 2.800 m2 đó, đang bán là 1,7 tỷ nha các bác. 1,7 tỷ, bên kia là 1,5 tỷ, bên này 1,7 tỷ, 2.800 m2. Còn cái lô bên này, lô bên này thì nó là diện tích là 4.000 m2, ôm cả cái ao dưới kia luôn. Đó, cái ao của mình luôn, ôm cả cái ao và cái mặt đường của mình luôn, tức là lô góc bán mặt tiền bên đường bê tông rất là dài luôn nha các bác. Thì đang bán với cái giá là 3,5 tỷ. Rồi, thì em di chuyển ra ngoài tới ngoài đường bê tông đây. Thì lô 2.000 m2 mình có 23 m mặt tiền đường ô tô nha. Và lô 2.800 m2 mình có 30 m mặt tiền đường ô tô vào tận nơi. Đó, đây là đường bê tông này. Cái hướng này này chạy ra tới trung tâm xã của xã này là thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Thì ra tới trung tâm xã thì nó rơi vào 3 cây số, chạy ra tới đường nhựa thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 cây thôi. Rồi chạy lên tới hàng quán ngay trên này thì nó cũng tầm khoảng 1 cây số nha các bác. Đó, cái đường điện nhà nước chạy dọc đường này, có đường điện đèn chiếu ban đêm này. Đó, đèn chiếu ban đêm là chạy dọc đường hết nha. Đấy, đường bê tông rất là rộng rãi, ô tô xuống tận nơi nha. Đây, với cái lô góc là 4.000 m2 đây. Đây, bắt đầu từ đây nó chạy thẳng xuống dưới kia, nó chạy vào trong thì nó rơi vào 130 m mặt tiền đường, ôm hai mặt đường luôn. Đó, đang bán là giá là 3,5 tỷ nha. Sổ sách là đầy đủ hết rồi, mỗi lô là có sổ đầy đủ hết nha. Đây thì dưới này lô góc này thì mình có một cái ao này. Đó, ôm luôn một cái ao này luôn. Các bác có thể làm một cảnh quan tiểu cảnh này.
Đây là view toàn bộ luôn này. Đồi núi, sông, hồ, các thứ này. Rất là đẹp. Đó. Đây, cái lô góc của mình là 4 nữa. 1.500 m². Lô này thì đang bán là 3.5 tỷ nha các bác. Đây, cái đường điện này. Đường điện thì ngay đây rồi. Đường điện dọc đường này. Chiếu sáng đầy đủ hết, nói chung là tiện ích tiện nghi hết rồi. Đây, lô này là lô 2.800 m² này. Đang bán 1.7 tỷ nha. 1.7 tỷ. Và lô còn lại là 2.000 m². Toàn bộ là trên này hết, là có view hết nha, từ đây đổ xuống dưới đường bên kia. Đó, đường này. Đó. Ôm nguyên một vòng đường luôn. Đang bán 1.5 tỷ. 1.5 tỷ cho 2.000, 1.7 cho 2.800 m², 3.5 tỷ cho lô 4.000 m², có ao hai mặt đường, lô góc. Đó, xuống dân cư xung quanh ở đây khá là đông nha các bác, khá là đông. Thì chị đang xin lên thổ cư nha các bác. Đó, thì chút nữa thì em bên kia quay cho các bác xem vài cái căn biệt thự rồi nhà yến, người ta xây rất là nhiều luôn nhưng mà chưa có một ai là có thổ cư hết. Đây, còn lô 4.700 m² thì nó từ đây hất lên thẳng trên cây nhãn, qua cây nhãn luôn. Đó, thì cái lô này này trong sổ nó là 4.67 nhưng thực tế của nó là hơn 5.000 m² á. Thì người ta bán chỉ bán trong sổ thôi, phần còn lại thì người ta không tính vào. Đây, đất của mình tới đây 4.700 m² là tới đây. Từ cây này chạy thẳng lên trên kia, ôm cây nhãn luôn. Đó. Thì với cái lô này thì mình có rơi vào tầm khoảng là đấy, được 30 mét mặt đường bê tông thôi nha các bác. Đây, bắt đầu từ đây chạy qua tới kia, ngay cái con đường bê tông mới đổ đây. Vào trong thì nó rơi vào tầm 30 mét mặt đường bê tông thôi. Đó, diện tích là 4.67, đang bán là 4.3 tỷ nha các bác. Đó, có căn nhà, có cái view, cái thế đất nó cao hơn, rất là đẹp nha các bác. Đây thì riêng em giới thiệu thêm là riêng cái lô này nó có diện tích là hơn 4.000 m². Đó, nhưng các bác có thể, nếu mà các bác muốn mua thêm cho cái mặt đường bên này nó dài hơn, tút tới bụi cây chuối kia. Đó. Thì nó rơi vào 70-80 mét đấy. Nó chảy dài lên trên kia luôn. Thì đang bán với cái giá là 2 tỷ. Hiện tại chưa có sổ nha, nhưng mà người ta bao sổ cho mình. Đó. Người ta đang làm rồi thì người ta sẽ bao sổ cho mình. Toàn bộ là đã có trích lục rồi. Đó. Riêng cái đám này thôi. Còn tất cả cái đám em giới thiệu bên này là có sổ hết rồi nhá, sổ hồng đàng hoàng hết rồi. Nhưng mà đang xin dự án là đo thổ cư nha các bác. Đó. Nhưng mà các bác mua về thì cứ xây nhà thoải mái thôi, kể cả xây biệt thự hay là xây nhà yến. Đây là đường đi vào này. Như em phải bay flycam thì em cũng vẽ ra từng lô cho các bác xem rồi nha, tham khảo. Đây, ở trên này thì mình có một cái ao này. Đó, nguyên riêng cái đám 4.67 này thì rất là đẹp luôn. Có một cái ao này, có cây nhãn này. Đó, rất là đẹp nha. Có cái view thấy đất cao hơn phía dưới kia, view toàn bộ rất là đẹp. Đó, đây, đất của mình nguyên cái dải cà phê này cũng là của mình nha các bác, nguyên cái phần dải cà phê này đổ thẳng lên trên kia. Đó, phần trên này thì đã có trích lục rồi. Đó, thì
chủ đất sẽ bán diện tích đủ trong sổ là 467 thôi. Thì phần còn lại á thì họ sẽ không tính vào, còn trích lục vào thì mình được nhận thêm thôi các bác. Thì bên ngoài của nó là hơn 5.000 mét vuông á. Đây là chủ đất rất là thiện chí bán luôn. Còn các bác nào muốn mua hết á, chủ đất bán hết luôn cả 4 quyển sổ này luôn nha các bác, với giá cũng khá là rẻ. Thì bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhá. Đất thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây, nguyên dải cà phê là của mình này. Cả cây nhãn của mình luôn, ôm cả cây nhãn. Đó, nguyên dải cà phê này. Đổ thẳng xuống dưới đây luôn. Ôm cả cái nhà, ôm cả cái ao. Cái ổi này. Ổi rất là đẹp nha các bác. Ổi to rất là đẹp luôn. Toàn bộ cà phê trên này là cũng của mình hết. Đây thì các bác nhìn, thực tế rất là đẹp nha các bác. Đấy, có những nô mà giá nó phù hợp ấy, giá rẻ. Các bác nào tài chính nhỏ thì có thể mua cái đám 2.000 này nhá, hoặc 2.800. Đó. Còn các bác nào có tài chính nhiều hơn, một là mua hết, hai là mua cái lô mình thích cái view này thôi. View nhìn thực tế cực kỳ đẹp nhá. Đây, như các bác có thể thấy bên này. Bên này thì người ta xây rất là nhiều nhà yến này. Và ở bên này thì có 2-3 căn biệt thự cơ. Nhưng mà nguyên cái khu vực này, đấy, 2 căn biệt thự luôn này, em soi rõ này, là chưa một ai là có thổ cư nha các bác. Nguyên cả cái dãy nhà yến luôn. Bên này 4-5 căn. Ngay cả phía dưới này cũng vậy. Là chưa một ai là có thổ cư hết, nhưng mà người ta vẫn xây nhà ở biệt thự là rất là bình thường nha các bác. Đấy. Này thì cũng xin đơn để lên thổ cư hết rồi nha các bác. Các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em. Thực sự là chủ đất này đang rất là cần bán thiện chí, rất là thiện chí bán cái lô đất này. Các bác nào mua được hết thì có thể gặp trực tiếp chủ đất mình thương lượng giá nha. Đó, còn các bác nào tài chính nhỏ thì mua lô 2.000 đây. Đó, mua 2.800 đây. Đó, nô góc kia là nô 4 sạc riêng cái lô đây. Từ đây hất lên này, ôm cả đám cà phê kia. Từ đây giải xuống này. Sau đó tới giáp cái đám cà phê này, chạy thẳng lên trên. Đó, ôm cả cái cây kia luôn kìa. Cây nhãn rất là đẹp luôn. Nhãn rừng đó các bác. Tán rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái lô này 467. Lô đẹp nhất luôn, vị trí đẹp nhất luôn. Thì đang bán là 4.3 tỷ. Có căn nhà vị trí đẹp, cao. Cao hơn phía dưới này. View rất là đẹp nha các bác, đến thực xem thực tế thì rất là đẹp luôn. View toàn bộ luôn. Rồi các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé.